quay phim. Còn đồ không? Ồ, mát rồi đó. Đâu? À. Thấy rồi. Thôi. Để làm như một quần không nè. Đẹp quá anh. Hai chồng đi tạo giới dữ vậy. Khang Long ơi. Khang. Chào ơi. Rồi dính chân thủy. Ủa mà đứng có thấy hết như vậy không hay là phải ngồi? Ngồi xuống đẹp hơn. Chào Dũng nha. Da nó nhiều lớp mà. Kêu thả kìa. Kêu thả kìa, kêu thả kìa. Anh ơi, anh chụp gì với anh cái kìa. Kêu thả đi, máy đang quay mà sao chụp được. Rồi quay lại chụp kìa. Hả? Chụp lấy. Thôi, lính kỉnh rồi. Rồi đi vòng đường kia. Vòng đường kia. Hả? Đi đường kia chứ phải đường này, đi đường kia. Anh nội chụp hình kìa. Đó đẹp đó. Ồ đẹp quá à. Rất là đẹp. Long quay cái nón này sao đi, lấy cái nón xuống đi Long. Long lấy nón ra đi con. Ừ. Ồ đẹp. Nhìn thấy cười cái đó vui vẻ không? Mới kiếm cái ghế xích đu lại nha. Ghế xích đu đẹp như vậy nha. Cười coi Khang ngước lên nè. Hàng gì nó giờ thấy nó mờ mờ. Có cái nóc đậy bảo vệ bằng hình. Long. Nè, nè, đây Long ơi. Long, cái nắp này đó từ Long. Nè, lát cho con cái này nè. Quay qua đây thì lẹ lên thì đi. Lấy cho con cái này nè, cười cái cho con cái này nè. Chụp đây nè, Long.
Quay chùm cái đi, chùm cái đi con. Rồi đây 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 đây. Ồ, ở đây có đồ lính nè. Zip nè, có nón cối nè. Đồ quân sự không nè. Đồ lính là trang bị để chụp hình đó mà. Hả? À, chào thuyền hả? Phải đường này đi lên không ta? Đúng rồi, cứ đi đi. Chọc em vậy em sợ con. Cái xe giúp lội suối này nè. Người ta quay để lội suối này nè. Không có gì đâu hay. Ừ. Nhưng mà nó có chạy không nữa nha. Quay cho đẹp cho mình thấy đẹp đẹp cho mình nha. Còn đau chân không? Còn đi coi hơn. Đi bằng cái gót chân á, đi bằng cái mũi chân thì nó sẽ đau. Còn cái gót hay con? Chân vì mình chưa xa xôi đôi chân.
Ủa không thả đâu rồi? Khang ơi, lên không? Sao đó? Ơi. Something.
công chiến nè Long. Lời gõ thử coi. Công chiến người la nè. Con lấy cái tay con đấm vô á. Nè 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 nè. Lấy cái con giống như đấm lưng vậy đó. Nắm lại, nắm lại. Nắm nắm cái tay lại. Thì lên ba bắn cung nè. Ơi. Hả? Đâu? Chị kia nó bắn tên cho anh chỉ, nó bắn tên kìa. Trời ơi, để ta chỉ. Để ta chỉ chứ mình chỉ gì biết gì đâu chỉ. Trời, bắn yếu quá vậy. Cái đó là hướng dẫn đi, hướng dẫn trước 5 mũi. Kéo mạnh nha Khang, phải có sức mạnh cái tên nó mới đi nhanh nhanh được. Nè nhắm ngay ba nè. Đó thấy chưa? Rớt búa tên này kìa. Dư làm kiểu thôi, Ô, chặt lắc. Nói cô khuyến mãi thêm mấy tên nữa đi. Không chơi chút nào, không chơi thôi bỏ.
cầm chút cảm cảm chứ. Con chơi là gần nhất rồi á, con chơi giỏi nhất trong đám mà. Khang tránh ra. Đó.